Đỗ Duy Mạnh bị AFC phạt 5.000 USD. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh vừa phải nhận tin không vui khi bị AFC phạt số tiền 5.000 USD vì tấm thẻ vàng trong trận đấu với Iran. Trận đấu giữa Việt Nam và Iran tại lượt trận thứ hai bảng D ASEAN Cup 2019, Đỗ Duy Mạnh đã phải nhận thẻ vàng sau pha cản người không bóng với đối thủ. Tấm thẻ vàng này khiến anh phải nghỉ thi đấu ở trận Việt Nam và Yemen theo quy định của giải đấu. Tấm thẻ vàng nói trên của Đỗ Duy Mạnh đã vi phạm điều 4.1.2 thông tư 22 của AFC ASEAN Cup 2019 vì bị trọng tài cảnh báo với hành vi ngăn cản trái luật đối phương. Thông báo của AFC có 3 chú thích như sau. Thứ nhất, Duy Mạnh bị phạt 5.000 USD cho tiền vi phạm trên. Thứ hai, anh phải đóng phạt tiền phạt trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định được đưa ra. Và thứ ba, cảnh báo Duy Mạnh rằng việc lặp lại những hành vi trên sẽ phạt nặng hơn trong tương lai. Trong thông báo này, lần này của AFC, ngoài Duy Mạnh còn có 7 cái tên khác bị phạt, trong đó cầu thủ Chun Woo-yong của Hàn Quốc hay Alisson Romac của Thái Lan và cả huấn luyện viên Modirat Radulovic của tuyển Lebanon. Hình phạt phổ biến là 5.000 USD, nhưng riêng huấn luyện viên Modirat Radulovic bị phạt 7.500 USD do chỉ trích trọng tài sau trận đấu. Thực tế, pha bóng của Duy Mạnh trong trận gặp Iran là tình thế bắt buộc để ngăn cản pha bóng đến rất nguy hiểm của đối phương. Bản thân Duy Mạnh cũng không phải là trung vệ có mẫu trung vệ chơi thô bạo mà thiên về đầu óc. Còn nhớ, ở trận ra quân, Duy Mạnh còn bị tiền đạo của Iran chơi xấu với một pha đánh cùi chỏ nguội ở chảy máu mũi, vùng mặt. Nhưng tiền đạo này đã may mắn thoát khỏi án phạt của trọng tài. Tuyển Việt Nam gặp Yemen vào ngày 23 giờ ngày 16 tháng 1 mà không có sự phục vụ của Duy Mạnh. Những cái tên như Thành Trung, Tấn Tài hay thậm chí là Đoàn Văn Hậu có thể là những sự lựa chọn thay thế cho Đỗ Duy Mạnh. Bất lực trước Iran, huấn luyện viên Park Hang-seo ra nhiệm vụ tối thượng cho học trò. Sau lời khen cho toàn đội, huấn luyện viên Park Hang-seo ra nhiệm vụ cho các học trò buộc phải thắng Yemen bằng mọi giá ở lượt đấu cuối vòng bảng. Đã không có bất ngờ nào xảy ra với tuyển Việt Nam khi phải đối đầu với đối thủ quá mạnh như Iran. Dù đã chiến đấu kiên cường, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đành chấp nhận thất thủ, tâm phục khẩu phục 0-2 trước đối thủ Iran. Kết quả này khiến cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam đã hẹp thêm rất nhiều. Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã khen ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò. Quan trọng hơn, thầy Park cho rằng tuyển Việt Nam buộc phải thắng Yemen bằng mọi giá ở lượt cuối. Tôi hiểu họ rất mạnh, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu hết mình. Không dễ để đạt tới trình độ cao chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng chúng tôi có thể tiến lên nữa vì các cầu thủ còn rất trẻ và sẽ cải thiện nhiều hơn nữa trong trình độ chơi bóng. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải chiến thắng ở lượt trận cuối. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu ấy với quyết tâm là chiến thắng. Sẽ thêm về thất bại trước Iran, thầy Park không hề tỏ ra thất vọng bởi ông cho rằng các cầu thủ đã chơi tốt dù đối thủ quá mạnh. Ông cũng cảm thấy cảm thông cho các học trò khi không thể giữ sạch mạng lưới trong hiệp 1. Trên bảng xếp hạng FIFA, Iran rất mạnh và đã thể hiện điều đó trong trận đấu này. Tôi không nghĩ về những cầu thủ hay về bàn thua. Chúng tôi không nghĩ tới cơ hội kết thúc hiệp 1 với tỷ số 0-0. Đôi khi đội có thể thủng lưới vì sai lầm hoặc có thể đối phương quá mạnh. Mất cầu thủ là một phần của bóng đá. Tôi sẽ có những toan tính và sẽ quyết vấn đề này cho trận đấu tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói gì về cửa đi tiếp? Huấn luyện viên Park Hang-seo có những phát biểu sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iran. Đội tuyển Việt Nam có trận đấu đầy khó khăn trước mắt gặp đội tuyển Iran ở lượt 2 vòng bảng ASEAN Cup 2019 đã thua ngược 2-3 trước Iraq ở trận ra quân. Một chiến thắng đầu tay hay thậm chí là một kết hảo hòa đều khó khăn, khó đoán và thất bại 0-2 trước Iran không phải là kết quả gây ngạc nhiên. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã bày tỏ sự tôn trọng rất nhiều cho đội tuyển Iran trước trận đấu. Ông tiếp tục khen ngợi sức mạnh của đối thủ sau trận đấu. Ông nói, hôm nay Iran cho thấy
họ mạnh hơn nhiều so với đội tuyển Việt Nam, không dễ để chiến đấu với họ, rất khó để vượt qua một đối thủ đẳng cấp cao khi mà Iran đang xếp thứ 29 trên bảng xếp hạng FIFA, tức là họ đứng thứ hạng cao nhất ở châu Á. Tôi không phải là người suy nghĩ tiêu cực, Iran thật sự rất mạnh và ngay cả nếu cầm hòa 0-0 ngay hiệp 1, đội tuyển Việt Nam e rằng vẫn không có cơ hội. Không dễ để giành điểm tại ASEAN Cup. Chúng tôi chỉ đặt mục tiêu là cố gắng thể hiện sức mạnh hết mình trước những đội bóng mạnh ở giải đấu lần này. Đây là một tập thể rất trẻ và tôi tin rằng đội bóng đang tiến bộ và hướng đến tương lai tươi sáng. Đội tuyển Việt Nam đang đứng cuối bảng nhóm và đội xếp thứ 3 ở các bảng đấu và cửa đi tiếp phụ thuộc rất nhiều vào trận đấu gặp Yemen. Thầy Bắc khi được đánh giá cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam, không dễ để có thể tự quyết mình, quyết định cơ hội lọt vào vòng trong. Đội tuyển Việt Nam phải thắng ở lượt trận tới, chúng tôi ghi 2 bàn và thua 5 bàn, khiến hiệu số giờ là -3. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có được 3 điểm ở trận đấu cuối gặp Yemen. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng từ chối chỉ tên bất kỳ học trò nào trong 2 sai lầm, 2 bàn thua hôm nay. Tôi không nghĩ vấn đề nằm riêng ở cầu thủ nào, ở bàn thua nào. Đôi khi chúng tôi thua vì sai lầm cá nhân, nhưng hôm nay là đối thủ quá mạnh và tôi không đề cập tới bất kỳ cầu thủ nào. Nói. Rước loài hoa lạ bay nửa vòng trái đất về chơi. Các đại gia chịu chi đang đua nhau sắm những bình hoa nhập ngoại trị giá hàng chục triệu đồng về trưng dần trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Thị trường hoa nhập khẩu đang ngày càng nóng hơn khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán. Những năm gần đây, xu hướng chơi hoa nhập khẩu vào dịp Tết ngày càng phổ biến hơn. Chính vì vậy nên thị trường hoa nhập khẩu ngày càng phong phú, đa dạng chủng loại mẫu mã với những mức giá khác nhau để người người nhà nhà đều có thể chơi hoa nhập ngoại. Đáng nói năm nay, các cửa hàng hoa nhập khẩu đều nhập loại hoa mai tuyết về. Theo đó, mai tuyết sẽ được nhập bán theo cành, một cành có đến cả trăm bông hoa mai trắng nhỏ li ti xen lẫn với chồi xanh biếc. Tuy nhiên, theo tư vấn của chị Huyền Trang, nhân viên một cửa hàng hoa nhập khẩu trên đường Hai Bà Trưng, Hà Nội nói, hoa mai tuyết rất đẹp, trông tinh khôi và nhã nhặn, nhưng cánh hoa mảnh, mềm và dễ nát nên thường sẽ tàn nhanh hơn mai Mỹ hay đào đông. Được biết, giá một cành mai tuyết vào khoảng 300-400.000 đồng và dịp sát Tết sẽ tăng giá thêm nữa. Bên cạnh đó, theo khảo sát của phóng viên Dân Trí, hiện tại đào đông loại 1 nhập khẩu đang có giá khoảng 200-260.000 một cành, dài 70cm, cành dài 110cm thì có giá 450.000 đồng một cành. Vì có giá đắt đỏ như vậy nên chỉ cần cắm một bình hoa khoảng 15 cành, 20 cành là đã có giá lên đến vài chục triệu đồng rồi. Nhưng chất lượng cũng đi đôi với giá thành và thể hiện được gu của chủ nhà nữa nên nhiều đại gia chi không tiếc tay, chị Trang tiết lộ. Mai Mỹ loại thường hiện có giá dao động từ 150.000 đến 180.000 đồng một cành. Loại đẹp và cành dài 70cm có giá 180.000 đồng một cành. Loại 110cm có giá 300.000 đồng một cành. Hoa mai Mỹ là một trong những dòng hoa cao cấp được khách hàng hỏi mua khá nhiều. Khi khách mới mua về thì các cành mai mới chỉ có nụ, cắm vào bình nước khoảng một tuần sau nụ mới bắt đầu bung nở thành hoa và có thể để chơi được đến một tháng, chị Trang cho hay. Đào Nhật hiện nay cũng đã được các cửa hàng hoa nhập khẩu rục rịch đặt hàng về và bán với giá từ 200.000 đến 300.000 đồng một cành. Tuần sau thì hoa nhập khẩu để chơi trong dịp Tết sẽ về nhiều hơn. Khoảng từ 20 âm đổ đi là cửa hàng chúng tôi ngập đơn đặt hàng và shipper cũng hoạt động hết công suất. Nói chung dịp sát Tết năm nào cũng không đủ hàng để bán. Chị Quỳnh Như, nhân viên một cửa hàng hoa nhập khẩu trên đường phố Huế chia sẻ thêm. Bốt gà chín cựa có giá 200 triệu đồng dành cho các nàng muốn làm mỹ nương thời hiện đại. Nghe nói giày màu nude tôn dáng kéo chân, hãng thời trang cho ra luôn đôi bốt cao quá gối. Tông màu da người siêu chân thật lại còn có móng ngựa cực cá tính. Tinh thần Halloween bất diệt có lẽ là niềm cảm hứng cho hãng Feka Master để cho ra đời những đôi giày bốt mang phong cách kỳ dị lai thần tiên, vừa chân thực lại phá cách như thế này. Đây là thiết kế của một hãng thời trang 3 năm tuổi có tên gọi là Feka Master và còn được tạp chí Vogue đăng lên giới thiệu. Đôi bốt này mang lại hiệu ứng như thể bạn đang đi chân trần với thiết kế ôm sát mô phỏng hình dáng chân người.
với phần da không đều màu, lồi lõm minh họa đầu gối, mắt cá chân, thậm chí cả lông chân của chính nhà thiết kế kiêm người mẫu. Nhưng giống chân trần là chưa đủ, Feka Master còn gia tăng hiệu ứng kéo dài đôi chân bằng phần gót nhựa ở phía trước và gót nhọn đằng sau. Hãng còn nêm nếm thêm cho thiết kế bằng phần gót cách điệu và cả một cái cựa đằng sau ống đồng, cứ như thể sợ rằng đôi giày này chưa đủ diệu kỳ. Kết quả là bạn có một thiết kế kéo dài chân, tôn dáng lại cá tính choáng ngợp thế này đây. Thiết kế đã sốc rồi, sản phẩm này còn có giá sốc hơn, khoảng 10.000 USD, tương đương hơn 230 triệu đồng. Chất liệu silicone bóp sát gợi lên một dự cảm ướt mồ hôi, thậm chí nấm chân nếu sử dụng trong thời gian dài. Đùa vậy thôi, đây là một đôi bốt mang tính nghệ thuật nhiều hơn là thực tiễn. Bạn có muốn sắm món đồ thời trang vài trăm triệu này để chơi xuân?